Mặc dù là thiếu tướng, giáo sư, viện sĩ, kỹ sư quân giới, kỹ sư cầu đường, kỹ sư điện, kỹ sư hàng không, cử nhân khoa học tại năm trường đại học Pháp, cục trưởng quân giới, nhưng lại có tính cách ngốc nghếch, lờ đễnh, khiến cả vợ con và đồng nghiệp bất lực, kể cả Bác Hồ cũng phải bó tay. Những cán bộ chiến khu sau này kể lại, họ rất sợ khi đi qua phòng của Trần Đại Nghĩa vì đó là nơi rất nguy hiểm. Trong căn phòng chứa đầy thuốc nổ đủ loại, chỗ nào cũng thấy ngổn ngang bao tải thuốc nổ. Trên mặt bàn làm việc thì la liệt các loạt đạn bazooka, quả đang nghiên cứu, quả đã nhồi xong, quả thì chưa nhồi, rồi thì hạt nổ. Ấy thế mà kỹ sư lại có thói quen hút thuốc mỗi lúc tư duy, thế có phải là dọa cả chiến khu không? Cụ Nghĩa nhà ta lấy được vợ cũng chỉ vì ông được vợ hỏi cưới, vì tính cụ vốn nhát gái, hướng nội và ít nói.